Hello, xin chào cả nhà ha. Em qua Cần Thơ, miền Tây. Em cách trung tâm Cần Thơ tới 70 cây lận. Em chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Nói chung là giờ em bán tầm lum tá lả, chẳng cái gì mà liên quan điện nước, cái gì là hay hay ho ho là mua bán. Em chung là đồ sập sại á, bên Campuchia gọi là sập sại, còn đây mình gọi là ve chai á. Hôm nay có một con này rất là đẹp, nhưng mà tội cái nó không lên nguồn. Thật là tiếc. À, hằng này là của cô đẹp ha. Không biết lý do làm sao nó không lên nguồn, hay là không cấp nước nó không lên nguồn. Nói chung là em ghim điện, có đứt dây điện em có nói lại ha. Ghim điện cái nó bị sét, em có chùi rửa rồi mà cũng ủa có gì mài bén này rồi mà nó cũng không có ăn luôn ha. Ngoại hình con này còn quá đẹp ha. Nhà nó nói có cảm ứng nè ha, cảm ứng bên hông này nè, hay là có ngờ cảm ứng nó mới nhận, không biết nữa. Đó, nói chung là con này lúc giờ là thấy con này đẹp đó. Đẹp mà nó bị lỗi rồi, uổng thiệt là uổng á. Mồ à. Rồi ok, cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài sữa hay chế biến hay nghiên cứu gì đó thì liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú anh chị em ha, đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.